được mệnh danh là lục địa già của trái đất, với những tòa lâu đài cổ kính trường tồn theo lịch sử nhân loại. Châu Âu được phú cho vẻ đẹp tự nhiên và khí hậu ôn hòa. Chính vì những điều này và hơn thế nữa, nhiều quốc gia châu Âu trở thành địa điểm định cư lý tưởng. Theo số liệu thống kê mới nhất, cộng đồng người Việt tại Ba Lan lên tới 50.000 người, con số đó tại Thụy Điển là 22.000 người và ở Bỉ đã vượt ngưỡng 13.000 người. Vậy điều gì đã khiến châu Âu trở thành miền đất hứa để sinh sống và phát triển? Cùng AIMS Việt Nam đến châu Âu tìm hiểu một chuyến nha! Cái nhất đầu tiên phải kể đến đó là việc bạn có thể tự do đi lại trong 27 quốc gia của khối Schengen khi bạn trở thành một thường trú nhân của quốc gia thành viên. Đây là một điểm cộng lớn, nhất là đối với những người thích du lịch và khám phá châu Âu. Điều thứ hai chính là về chất lượng giáo dục và y tế. Với một lịch sử lâu đời, giáo dục của châu Âu là một kho tàng tri thức. Đồng thời, chi phí đại học công lập khá rẻ, ở nhiều quốc gia hầu như là miễn phí. Điều này giúp công dân và thường trú nhân dễ dàng có được nền tảng giáo dục vững chắc. Bên cạnh đó, ngành y tế của châu Âu đặc biệt phát triển. Nhiều quốc gia nằm trong top 10 chất lượng y tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp hạng như Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Đức. Và lý do cuối cùng mà nhiều người chọn định cư tại châu Âu đó là vì môi trường xanh, sạch, thanh bình tại nơi đây. Không khí trong lành, hòa mình vào thiên nhiên, con người văn minh. Đây chính là môi trường lý tưởng dành cho nhiều người muốn nâng cấp chất lượng cuộc sống và an hưởng khi về hưu. Còn bạn cảm thấy châu Âu như thế nào? Comment bên dưới cho AIMS Việt Nam biết với nha!